Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, các trạm y tế lưu động được thành lập ở các xã phường trên toàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân. Được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ tích cực cho các bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà và thực hiện hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại trạm y tế lưu động của phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Các y bác sĩ, các lực lượng hỗ trợ làm việc tất bật, tiếp nhận thông tin qua điện thoại. Người dân đến trực tiếp trạm để khai báo thông tin có liên quan đến dịch COVID-19. Các nhân viên tại trạm tư vấn hỗ trợ rõ ràng, cụ thể về việc thực hiện các thủ tục cách ly tại nhà, điều trị F0 tại nhà. Mình tiếp nhận những thông tin cho người dân báo lên. Ví dụ như báo lên là họ có dấu hiệu gì đó, mua que về tự test thì có nghi nhiễm. Thì báo lên em, thì trên đây trạm y tế lao động em tiếp nhận thông tin là ghi nhận thông tin. Sau đó mấy tụi em đi xuống để xác minh. Thực tế có thì hướng dẫn là cách ly tại nhà, điều trị tại nhà hoặc là cách ly tập trung. Bản thân của em thì em sẽ cố gắng phát huy, hoàn thành hết tốt công việc để giúp đỡ cho nhiều người, có thể là làm về vấn đề là hồ sơ hoặc là có thể là hỗ trợ về vấn đề là phát thuốc khi mà có những trường hợp là có ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người cộng đồng. Mặc dù công việc khó khăn và nguy hiểm, nhưng với mong muốn giúp sức cho lực lượng y bác sĩ tại trạm, cũng như hỗ trợ tích cực cho người dân trên địa bàn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, anh Trần Thanh Lâm đã tham gia vào lực lượng trực của trạm y tế lưu động phường, luôn đảm bảo các ca trực 24/24, tham gia nhập liệu F0, F1 trên địa bàn. Mình muốn vậy nhưng mình góp một chút sức gì đó để cho tiếp anh em trong đây lên cho mọi người mà chung tay bớt cực khổ. Tại thấy mọi người ở đây là rất là vất vả luôn á. Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho những trường hợp F0 không có triệu chứng, điều trị tại nhà, quản lý các trường hợp F1 cách ly tại nhà, tiếp nhận những thông tin phản ánh từ người dân, cơ sở điều trị. Nếu trường hợp test dương tính, đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà, nhân viên trạm y tế lưu động đến tận nhà các trường hợp đó để xác minh, hướng dẫn, làm các thủ tục có liên quan. Hoạt động từ đầu tháng 11 đến nay, tuy nhiên số lượng F0, F1 tiếp nhận hiện tại là số lượng tương đối lớn. Con người, lực lượng, nhân viên thì huy động từ nhiều nguồn lực. Thì trạm hiện tại là có từ 12 đến 15 nhân viên, có một số anh chị em sẽ hỗ trợ thêm. Các trạm y tế lưu động được trang bị bình oxy, máy đo nồng độ oxy, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, cơ số thuốc để chăm sóc các bệnh lý phổ biến khác, đảm bảo sức khỏe cho người dân thực hiện cách ly điều trị tại nhà. Bên phục vụ bên ấy người ta cũng có hướng dẫn là có gì thì lại cái trạm y tế này để mà cho người ta làm cho nó lẹ. Có số điện thoại rồi các thứ rồi người ta cũng chỉ dẫn cho mình hết rồi. Ngoài ra, các trạm y tế lưu động còn triển khai các hoạt động phòng chống dịch, kết nối chăm sóc quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. Hiện tại thì mỗi nhân viên trong trạm y tế lưu động sẽ quản lý từ 30 đến 50 người bệnh hoặc là người đang điều trị tại nhà, người đang cách ly tại nhà. Thì hàng ngày thì nhiệm vụ của từng người sẽ là liên hệ với từng người điều trị tại nhà, hỏi thăm tình trạng sức khỏe mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, cập nhật thông tin sức khỏe vào. Nếu ghi nhận những trường hợp có chuyển biến mà bất thường thì sẽ liên hệ đến với tuyến trên hỗ trợ đưa đi điều trị kịp thời. Đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế lưu động luôn ứng trực 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân qua đường dây nóng, đồng thời nhanh chóng đến tận nhà người dân đang điều trị để cấp thuốc hoặc chuyển bệnh nhân lên các tầng trên để điều trị. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động đã giảm tải được cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh.